2023. Đó chính là... Đến dự buổi lễ hôm nay, nhà trường vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo xã Vọng Đông, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hữu Giàu. Về phía xã Mỹ Phú Đông, xin trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông. Rồi phim. Cho các bộ môn trong việc xây dựng nội dung chương trình phù hợp với quy định và điều kiện mỗi nhà trường. Về công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Sơn, sự hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể trong xã hội tiếp tục phát huy thành tích của nhà trường trong những năm qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Vọng Đông đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt và hoàn thành. Các nhiệm vụ sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, các quỹ đảng, quỹ ban nhân dân các cấp.